Chào mừng các fan bóng đá đã quay trở lại với kênh của Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. U23 Việt Nam, cầu thủ nào sẽ đá thay Văn Hậu tại vòng chung kết U23 châu Á? Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức không có sự phục vụ của Văn Hậu trong giải đấu trên đất Thái Lan. Ông thầy người Hàn Quốc đã làm mọi thứ có thể, đã nhờ tới sự tác động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội đã không dưới một lần thể hiện mong mỏi. Tuy nhiên, thái độ cứng rắn từ phía Heerenveen buộc ông phải dừng lại. Và hãy cùng Mr. Zero khám phá xem cầu thủ nào sẽ đá thay Văn Hậu tại vòng chung kết U23 châu Á. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Mr. Zero nào. Tạm biệt. U23 Việt Nam, cầu thủ nào sẽ đá thay Văn Hậu tại vòng chung kết U23 châu Á? Đoàn Văn Hậu sẽ không thể cùng U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Như vậy, tuyển U23 Việt Nam chính thức không có sự phục vụ của Văn Hậu ở giải đấu trên đất Thái Lan. Ông thầy người Hàn Quốc đã làm mọi thứ có thể, đã nhờ tới sự tác động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Hà Nội, đã không dưới một lần thể hiện sự mong mỏi của mình. Tuy nhiên, mọi thứ đã không được như mong muốn. Dù Văn Hậu không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á là thiệt thòi cho bóng đá Việt Nam, nhưng không có nghĩa ông thầy người Hàn Quốc sẽ khó khăn khi vắng bóng hậu vệ biên trái này. Xuyên suốt thời gian qua, huấn luyện viên Park Hang-seo hẳn đã tính toán những phương án thay thế cầu thủ này. Chúng ta hãy cùng xem thử ai là người có khả năng này nhất nhé. Những ngày này, dư luận còn ầm ĩ việc Văn Hậu không về Việt Nam để chơi cho vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Có rất nhiều quan điểm bình luận, nhất là những ý kiến cho rằng cống hiến cho quốc gia là thiêng liêng, là cao quý. Thực chất, Văn Hậu không ngây thơ và thua kẹt đến mức xem nhẹ nghĩa vụ quốc gia, mà việc đi hay ở đã không nằm trong ý thức chủ quan của chàng cầu thủ trẻ này. Việc khuyên Văn Hậu phải suy tính chọn lựa cho việc ở lại câu lạc bộ Heerenveen để tìm suất đá chính trong giải vô địch Hà Lan hay nên quay về tuyển U23 Việt Nam chơi giải châu Á là một điều không cần thiết. Đơn giản vì hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội không có quyền tự quyết khi nằm trong guồng quay của bóng đá chuyên nghiệp. Ai cũng biết, Văn Hậu dù chỉ mới 20 tuổi nhưng là cầu thủ chạy biên trái ổn định nhất trong số các cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Xuyên suốt 2 năm qua, hậu vệ biên của Hà Nội luôn nằm trong sơ đồ của ông Park, rồi có khi cần được ông kéo vào giữa vẫn chạy tốt hơn vài trung vệ thứ thiệt. Lối chơi bóng dùng sức mạnh và không ngại va chạm của Văn Hậu, đặc biệt là khi chiều cao ưu thế luôn là điểm đến của các tình huống cố định, giúp Văn Hậu có hơn một suất chọn lựa của thầy Park. Trong bản hợp đồng giao kèo trước đây với Hà Nội FC, Heerenveen cũng chỉ chấp nhận một điều kiện ngoại lệ duy nhất từ đội bóng thủ đô là để Văn Hậu về dự SEA Games 30. Đó là điều kiện mà ông chủ của câu lạc bộ Hà Nội, Bầu Hiển từng yêu cầu. Nếu không thì dù Heerenveen có trả 10 triệu đô la Mỹ cũng không ký. Dĩ nhiên chẳng ai trả 10 triệu đô la Mỹ cho một hậu vệ trái của Đông Nam Á trong thời điểm ấy cả, mà chủ yếu là Heerenveen khuyết một chỗ ngồi trên ghế dự bị không mảy may hề hấn gì. Hơn 4 tháng làm bạn thân với ghế dự bị, Văn Hậu cũng có 4 phút ra sân ở giải cúp Hà Lan, tính luôn cả 3 phút bù giờ khi trận đấu đã an bài với chiến thắng 2-0 cho Heerenveen. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là huấn luyện viên Johnny Johnson có hứa hẹn đến đầu năm 2020, Văn Hậu mới hội đủ điều kiện về chuyên môn, sự hòa nhập lẫn khả năng nắm bắt chỉ đạo tiếng Anh sẽ chiếm chỗ ra sân nhiều hơn. Đây cũng là thời điểm U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Thế nhưng, U23 châu Á 2020 là giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Do đó, theo luật, Heerenveen không có nghĩa vụ phải nhả người. Ông Park Hang-seo từng đề nghị Bầu Hiển thỏa thuận với câu lạc bộ Heerenveen cho cầu thủ Văn Hậu về chơi U23 Việt Nam nhưng bất thành. Để có sự phục vụ của đoàn Văn Hậu ở SEA Games 30, phía Việt Nam từng phải tốn 40.000 đô la Mỹ để thuê lại tuyển thủ này từ câu lạc bộ SC Heerenveen của Hà Lan. Bản thân huấn luyện viên Park cũng rất muốn các bên của Việt Nam quyết liệt tìm bằng được một lối ra cho Văn Hậu ở vòng chung kết U23 sắp tới. Một giải đấu châu lục vốn đã là thách thức, là vòng loại Olympic, khi mà ở đó mục tiêu của chúng ta là có vé đi Tokyo nên rất cần mọi nguồn lực, trong đó có Văn Hậu. Tuy nhiên, vấn đề có thể không còn là tiền hay 40.000 đô la Mỹ nữa, mà là việc thương lượng và đặt vấn đề như thế nào khi quyền sở hữu thuộc câu lạc bộ SC Heerenveen. Nói cần Văn Hậu thì rất cần, nhưng điều quan trọng hơn là cái gật đầu của câu lạc bộ SC Heerenveen. Nhưng có thể làm gì được khi mà đội bóng của Hà Lan nói rằng họ cần cầu ta trong giai đoạn sắp tới. Nhìn vào hoàn cảnh này, hẳn mọi người đã biết vì sao Văn Hậu không thể về tham dự vòng chung kết U23 châu Á rồi. Chắc chắn ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, thiếu sự hiện diện của Văn Hậu sẽ là một thiệt thòi lớn cho tuyển Việt Nam. Mất Văn Hậu, ông Park cũng mất thêm một người hùng Thường Châu. Dàn cầu thủ đã từng cùng ông đi tới chung kết U23 châu Á 2018, giờ chỉ còn 8 người, gồm Bùi Tiến Dũng, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Trung, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh và Nguyễn Trọng Đại. Trong số này, chỉ Quang Hải, Thành Trung, Đức Chinh là còn giữ được phong độ.
Ở góc độ tấn công, mất Văn Hậu nghĩa là đội tuyển mất một phương án xuyên phá trực tiếp từ biên và một nguồn cung bằng thắng bằng đầu. Quang Hải cũng mất đi một đối tác ăn ý, người có thể bắt nhịp với anh tới sát khung thành đối phương. Tuy nhiên cũng đừng quên, chúng ta đều biết ông Park có tài ứng biến rất hiệu quả trong nhiều hoàn cảnh tưởng chừng như bất lợi. Còn nữa, đây không phải là lần đầu tiên đoàn quân của ông Park thiếu mất Văn Hậu. Chính tại U23 châu Á 2018, sau chấn thương của Văn Hậu, ông Park đã tung Phạm Xuân Mạnh, hậu vệ của Sông Lam Nghệ An ra ánh sáng. Cầu thủ này chơi rất hay và cũng đã góp công lớn trong hành trình tới chung kết của đội tuyển. Hay ở chung kết SEA Games 30, lần đầu tiên ông cho Hồ Tấn Tài sở trường biên phải sang đá biên trái do Thanh Thịnh bị chấn thương, rồi để Văn Hậu vào đá giữa vẫn ổn định. Hay giống như hồi Văn Thanh bị thương, ông Park rèn giũa ra một Văn Hậu chín chắn như ngày hôm nay. Cho nên, dù Văn Hậu không thể thi đấu là thiệt thòi của đội tuyển, nhưng đó đồng thời là cơ hội cho những cầu thủ khác khẳng định mình. U23 Việt Nam đang có 28 thành viên. Trong danh sách 28 cái tên này, ông Park có hai hậu vệ trái chuyên biệt là Nguyễn Hùng Thiện Đức và Đỗ Thanh Thịnh. Cộng thêm Hồ Tấn Tài có thể đá lệch trái khi cần. Vị trí hậu vệ trái sẽ có 3 lựa chọn. Tuy nhiên, khả năng trụ lại danh sách cuối cùng của Thiện Đức khá thấp, nên cơ hội thực tế chỉ dành cho đội phó Thanh Thịnh và Tấn Tài. Tuy nhiên, cả hai phương án đều có những vấn đề riêng. Nếu dùng Thanh Thịnh, ông Park có một cầu thủ hỗ trợ tấn công tốt, tạt bóng, căng ngang khá hay, nhưng phòng ngự kém, thể hình hạn chế. Hậu vệ sinh năm 1998 thực tế đã được ông Park lựa chọn với mật độ thường xuyên ở SEA Games 30. Thậm chí nếu như không dính chấn thương háng đột ngột khi tập luyện, Thanh Thịnh đã có mặt trong đội hình Việt Nam ở chung kết SEA Games vừa rồi. Khả năng tham gia tấn công của Thanh Thịnh được đánh giá là tốt. Dẫu vậy, anh cần cải thiện nhiều hơn nữa ở kỹ năng phòng ngự của mình. Nếu không, việc sử dụng Thanh Thịnh đồng nghĩa là phải chấp nhận nguy cơ thủng cánh trái, đồng thời phải bố trí người hỗ trợ anh. Tiền vệ phòng ngự và trung vệ lệch trái sẽ phải thường xuyên dạt ra tăng cường cho Thanh Thịnh. Một phương án khác là Tấn Tài với nhiều kinh nghiệm hơn, với ưu thế về chiều cao 1,82m và độ dài người. Tấn Tài có khả năng tranh chấp tay đôi và không chiến hiệu quả. Cầu thủ này còn rất lì với những tình huống đeo bám đối phương, khả năng chơi đầu tốt nhưng lại không thuận chân trái. Do đó, Tấn Tài ít có các tình huống leo biên và chuyền thẳng vào vòng cấm. Anh từng được bố trí đá hậu vệ trái ở SEA Games và cũng đã bộc lộ hạn chế. Vì vậy, anh cũng không phải mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, phối hợp tốt với đồng đội ở phía trên. Nếu như được chọn, anh chàng hậu vệ của Bình Dương sẽ phù hợp với những thế trận phòng ngự, ưu tiên sự chắc chắn hơn. Do đó, không có Văn Hậu, những phương án cho vị trí trung vệ, đặc biệt là trung vệ lệch trái sẽ được tính đến. Với sự trở lại của Đình Trọng ở vị trí trung vệ thòng, ông Park có thể dồn quân cho vị trí trung vệ lệch trái hơn. So với 2 năm trước, ông Park đã mất 2 trên 3 trung vệ tốt nhất là Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng, còn Đình Trọng chưa bình phục chấn thương hoàn toàn. Cả về trình độ lẫn kinh nghiệm, hàng thủ U23 Việt Nam đều đã kém hơn xưa. Trong bối cảnh đó, ông Park nhiều khả năng sẽ ưu tiên những cầu thủ già dơ phù hợp với lối đá phòng ngự phản công. Hiện tại ông Park vẫn có những quân bài tốt như Việt Anh, Ngọc Bảo, Thành Trung, Đức Chiến, Tấn Sinh. Thời gian từ nay đến lúc U23 Việt Nam xuất trận vẫn còn gần nửa tháng, ngừng ấy thời gian đủ để nhà cầm quân Hàn Quốc tìm ra một giải pháp lấp đầy khoảng trống thay thế cho Văn Hậu. Chúng ta hãy cùng dõi mắt chờ xem. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.